Chúa cùng anh chị em. Khi lưới đầy, người ta kéo lên mãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào nhỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đã thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa, nghiên cứu lời Chúa, yêu mến lời Chúa.